Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thích Xê Dịch. Hà Nội sở hữu nét đẹp cổ kính cùng nhịp điệu sống khoan thai, chưa bao giờ đánh mất sức hút đối với cả du khách thập phương. Dù là lần đầu vi vu Hà Nội hay đã tường tận mọi ngóc ngách, bạn có thể vỡ òa trong niềm vui sướng khi bất ngờ phát hiện ra địa điểm tham quan mà chỉ có người dân bản địa mới biết. Có lẽ phố sách Hà Nội 19 tháng 12 chính là một nơi như thế. Đây là nơi kinh doanh trưng bày hàng trăm nghìn cuốn sách với đầy đủ thể loại, thậm chí có những tựa sách còn cực kỳ hiếm. Không chỉ có mỗi sách, nơi đây còn mang đến không gian yên bình, mát mẻ với hàng chục góc check-in siêu đẹp. Chính vì thế mà đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến và trải nghiệm. Phố sách Hà Nội chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 5 năm 2017, nằm trên con phố 19 tháng 12. Đây chính là tuyến phố sách đầu tiên tại Hà Nội. Phố sách có sự đồng hành của 16 nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam. Các gian hàng sách đều được thiết kế, xây dựng theo phong cách hiện đại, thân thiện, giúp tất cả mọi người dễ dàng tiếp cận. Ngoài 16 gian hàng sách, tại đây còn có thêm nhiều khu vực như là quảng trường nhỏ để giao lưu, giới thiệu sách, trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, sách điện tử, khu vực nước uống, wifi miễn phí, quầy bán đồ lưu niệm, hoa tươi và nhiều vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh. Mình có ghé hiệu sách An Nam và mình thấy các món đồ trang trí ở đây rất xinh xắn, dễ thương. Những món đồ nhỏ xinh, móc chìa khóa ở đây cũng được trang trí vô cùng bắt mắt. Xung quanh chính là hàng loạt các kệ sách với các đầu sách khác nhau phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Ở đây mình cũng có thấy truyện tranh dành cho trẻ em gắn liền với cả tuổi thơ của chúng ta như là Hoàng tử bé. Hơn nữa, các món đồ dùng học tập ở đây cũng rất chỉ là phong phú và đa dạng. Bạn có thể nhìn thấy chiếc bọt bút chì này. Nó được thiết kế rất độc đáo, bắt mắt và thậm chí là nếu không nhìn kỹ thì chúng ta sẽ không nhận ra đây chính là một chiếc bọt bút chì. Trên khắp con phố bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều tủ sách cộng đồng với vô cùng nhiều màu sắc khác nhau. Những tủ sách này thường nằm bên cạnh gốc cây nên rất thuận tiện cho bạn đọc ngồi xuống và đắm mình trong thế giới của tri thức. Như mình thấy, những tủ sách này sẽ nằm ngay cạnh gian hàng của mỗi một nhà sách. Phố sách Hà Nội mở cửa từ 8 giờ sáng đến gần 22 giờ tối, nên bạn có thể đến đây vào bất cứ lúc nào. Để tận hưởng sự mát mẻ, không gian trong lành tại phố sách, thì không ít các bạn trẻ đã lựa chọn thời điểm cuối tuần. Tuy nhiên, cuối tuần lại khá đông đúc. Nếu bạn thích sự tĩnh lặng để khám phá các tựa sách hay, thì thời gian giữa tuần sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Xung quanh phố sách còn có rất nhiều chỗ ngồi, có bóng cây mát, mua thêm một ly cà phê và ngồi đọc sách dưới các tán cây, không còn gì bằng. Một tin mừng đối với team mê sống ảo là tại phố sách Hà Nội có rất nhiều điểm check-in siêu đẹp. Bạn có thể lựa chọn chụp ảnh tại các gian hàng trưng bày sách, các băng ghế dưới tán cây. Chỉ cần chuẩn bị một bộ trang phục đơn giản cộng thêm một gói phụ kiện kết hợp cùng với cả background siêu đẹp tại phố sách Hà Nội là bạn dư sức có cho mình một bộ ảnh siêu đẹp rồi nha. Nơi đây có nhiều không gian cho bạn tha hồ sống ảo và check-in, nhìn xanh lam của bầu trời, sắc xanh của tán cây, màu nâu của bể gỗ nhân tạo kết hợp cùng với quầy sách tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp. Những quầy sách ở phố sách đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ, mỗi nơi đều có những góc sống ảo vô cùng tuyệt vời. Và những dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ, các bạn có thể cùng bạn bè, người thân đến đây để chụp những bức ảnh thật đẹp nhé. Không chỉ là thiên đường sách hay tọa độ check-in sống ảo lý tưởng mà phố sách Hà Nội còn có không gian cà phê cực chill. Các quán cà phê này được thiết kế hiện đại với không gian xanh mát. Sau khi chọn được cho mình một đầu sách yêu thích, bạn có thể chọn một quán cà phê vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Phố sách Hà
Nội nằm trên con đường dài 200m với hơn 16 thương hiệu xuất bản như là Nhân Nam, Thái Hà, Tinh Tị, Kim Đồng, Tiền Phong, Minh Lâm. Tại đây có hàng trăm hàng nghìn tựa sách đa dạng từ giáo khoa, trinh thám, tiểu thuyết cho đến văn học, thiếu nhi, ngoại ngữ. Ghé vào nhà sách Tiền Phong, đầu tiên là trang trí bên ngoài khá là bắt mắt, dễ dàng thu hút mọi người đến chụp ảnh, sống ảo. Tại đây mình còn tìm thấy cuốn truyện mà mình đã từng đọc khi còn là học sinh cấp 3. Đi vào sâu hơn, bạn sẽ nhìn thấy các loại ấn phẩm truyện tranh dành cho trẻ em, và thậm chí là người lớn như chúng ta cũng yêu thích. Ở đây cũng bán các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em, nên phố sách là một địa điểm thích hợp, vừa để tiếp cận tri thức, vừa để vui chơi giải trí cho trẻ em. Ngoài cửa hàng chính là một mô hình trang trí, kiểu cánh cửa bước vào một khu vườn. Phía trên chính là những đóa hoa màu hồng, còn phía dưới chính là cánh cổng khá thấp để trang trí. Các tựa sách của phố sách Hà Nội thường được bán với giá bìa hoặc giá chiết khấu thêm từ 10-15%, có thể lên đến 50% vào dịp lễ hội. Tất nhiên, ở đây không thiếu các quầy bán các sản phẩm, quà lưu niệm, đồ trang trí cho team thích sưu tầm những thứ dễ thương. Bạn có thể mang sách ở nhà đến phố sách Hà Nội để thư thả ngồi đọc, ngồi trên hàng ghế gỗ dài dưới bóng mát tươi xanh nữa đấy. Các gian hàng trưng bày sách được thiết kế hiện đại, sách được xếp ngăn nắp nhìn rất chỉnh chu. Ngoài sách thì tại đây còn có rất nhiều khu vực bán các sản phẩm, đồ lưu niệm, trang trí. Mua sách xong thì đừng quên lựa một góc thật mát mẻ và bắt đầu trải nghiệm cảm giác đọc sách với không gian yên tĩnh. Phố sách Hà Nội phục vụ nhu cầu mua sách, đọc sách cho mọi lứa tuổi. Đến đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy cho mình tựa sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn học, kinh tế, thiếu nhi đến ngôn tình. Bên cạnh phố sách Hà Nội 19 tháng 12, ở Hà Nội còn có nhiều phố sách nổi tiếng khác như phố sách Kinh Lễ, phố sách Cũ Đường Láng, phố sách Phạm Văn Đồng. Dù không phải là hoạt động du lịch sôi động, khám phá phố sách có lẽ sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn cận cảnh về thói quen đọc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân thủ đô. Và biết đâu đấy bạn có thể tìm thấy được quyển sách chân ái trong hành trình phố sách Hà Nội 19 tháng 12 của mình thì sao? Nếu bạn yêu thích cái video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người video sau.